Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh và các bạn. Đây là một ngày thi đấu rất đẹp và tôi vui mừng khi được các bạn ở đây. Giống như các câu lạc bộ lớn khác, trận đấu quá khốc liệt hiện nay khiến cho Real không còn giữ được vị thế độc tôn của mình tại giải đấu nữa. Đúng vậy, nhưng khi họ đã giành quá nhiều thành công trong quá khứ, thì đương nhiên các cổ động viên của họ luôn muốn họ tiếp tục duy trì truyền thống đó, luôn là một áp lực rất lớn. Vâng, thật sự cần phải như vậy. Sút trúng bóng rồi, bóng đã tiếp tục bay cao hơn và vọt qua xà. Kylian Mbappe, Plotin, Verratti. Vâng, đồng đội anh ấy đã có mặt. Đó là một cơ hội nhưng hậu vệ đã có mặt rất đúng lúc. Ronaldo. Và Cristiano Ronaldo đã chuyền rất đẹp cho đồng đội. Vâng, rất chống chảy. Một bàn thắng tuyệt vời đã được ghi. Đó được tung ra từ khoảng cách bao nhiêu nhỉ? Phải được cả dạng đấy chứ. Và cuối cùng ngày sở hữu cú sút rất tốt, thì tôi rất ngạc nhiên vì chính kiến pha làm bàn từ xa đến như vậy. Sau thân thì bàn tỷ số hiện tại là 1-0. Kylian Mbappe, Plotin, Luka Modric chặn được bóng. Isco có vẻ như tiền đạo đang yêu cầu sự trợ giúp. Đây rồi, đồng đội của anh ấy đang dâng lên. Thiago Silva, Dani Alves. Họ đã làm mất quyền kiểm soát bóng. Verratti. Cầu thủ phòng ngự đang phong tỏa toàn sân và tạo ra những pha đánh chặn rất tốt. Anh ấy lao ra và có một quả bóng tốt. Và Real Madrid được hưởng một quả phạt góc. Đây là một tình huống khá khó khăn với anh ấy, nhưng rồi anh ấy cũng đã xử lý được. Không thể làm khó được thủ môn để cứu được cú sút xa đó. Anh ấy đang cần sự trợ giúp từ đồng đội. Đây mà. Bàn thắng bóng rất mạnh, tuy nhiên tôi nghĩ người ta đã vào trước bóng. Benzema. Một cơ hội rất tuyệt vời hơn. Chúng ta có thể gọi tình huống này là gì đây? Sự trao đổi tinh thần giữa hai cầu thủ chăng? Cứ cho là như vậy đi. Từ đầu trận đấu thì họ còn chẳng nhìn nhau một lần nào. Hẳn đi suối mạc. Và trận bóng rất xuất sắc. Đấu với nhiều đường truyền nhưng họ cần chuyền bóng tốt hơn thế. Kylian Mbappe, Plotin, Dani Alves. Đó là lối chơi trở về gần thủ môn. Thay vì chuyền chậm cho đồng đội, bóng được chuyền bổng qua đầu đối phương. Pha cản phá bóng rất mạnh mẽ nhưng bóng lại lăn vào khu vực tranh chấp. Luka Modric. Edison Cavani. Kylian Mbappe, Plotin, Isco. Ronaldo. Và chúng ta đã đi hết nửa chặng đường của trận đấu. Hãy xem ý kiến người đồng nghiệp của tôi. Trận đấu này chỉ có duy nhất một bàn thắng tính cho đến thời điểm hiện tại và nó còn đến từ rất sớm nữa. Tôi nghĩ rằng nó sẽ mở đầu cho một cơn mưa bàn thắng nhưng lại không. Vậy mở đầu trận đấu cả tôi và anh đều nghĩ rằng đây hẳn sẽ là một cuộc so tài đặc biệt. Đó hoàn toàn không như chúng ta nghĩ, ít nhất là cho đến hết hiệp thi đấu đầu tiên. Một bàn thắng rất tốt. Real Madrid được hưởng một quả phạt góc. Isco. Tuy anh ấy đã cố gắng sút rất mạnh nhưng thủ môn đã ở tư thế sẵn sàng.
Thủ môn đã tốn quá nhiều thời gian nhưng cuối cùng anh ấy đã cứu được một bàn thua. Đồng đội đang ở xung quanh và hỗ trợ anh ấy khá tốt. Và đó là một nỗ lực rất táo bạo. Bóng bay ra ngoài rồi. Vâng, cần phải chấp chịu các cơ hội. Quá tệ. Một pha sút bóng từ khung thành ngay bây giờ. Bota. Kevin Kusawa. Bota. Edison Cavani. Tiền đạo mới ký hợp đồng với câu lạc bộ đã có thêm trong đội xuất phát. Dani Alves. Kylian Mbappe lô tin. Trong tình huống này các hậu vệ sẽ phải cố gắng hết sức và ngăn chặn được tấn công bằng mọi giá. Bóng có thể được tạt vào ngay bây giờ. Và thế là họ đã làm mất bóng. Tận nhiên tốt của khi bàn, anh ấy đã có bóng bên trời. Đó là một pha bỏ lỡ, và đang khi hỏi cũng anh ấy đã chịu quá nhiều áp lực. Mát tội để kịp được sân bóng. Hỗ trợ tốt quá, đó là một pha phối hợp tấn công khá lý. Anh ta không đồng ý với pha xử lý bóng vừa xong của đồng đội. Đáng nhẽ ra anh ta nên chuyền trong pha bóng đó. Vâng, đó là một đường chuyền dễ dàng nhưng có vẻ như người đồng đội đó đã lờ anh ta đi. Tôi nghĩ rằng Paris Saint-Germain đang chuẩn bị cho một sự thay đổi này. Đó là các cầu thủ Pastore. Anh ấy đã làm mất bóng và không thể lấy lại bóng dễ dàng. Chúng ta xác định sẽ có một quả phát bóng lên. Đây chính là điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại. Nó luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ và không làm chúng ta thất vọng, phải không? Đó chính là điều khiến bóng đá trở thành môn thể thao vua. Anh biết đây chúng ta có một khung thành trống, một quả bóng và một đám người. Và đã có thể có một trò chơi hấp dẫn rồi. Paris Saint-Germain sẽ sẵn sàng cho việc thay đổi cầu thủ của họ. Và đây đồng đội của anh ấy đã đến để hỗ trợ. Thủ môn đã đẩy bóng đi xa. Juanjo, thủ môn đã bắt trúng bóng. Phạt góc cho Real Madrid. Nếu như bóng đi vào góc cao khung thành thì anh ta đã có thể mỉm cười, nhưng không. Tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để biện minh cho việc không chụp. Varane. Wow, họ đã ghi bàn. Bóng từ góc dưới bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn. Một pha kết thúc kinh điển. Tỷ số hiện tại là 2-0. Luka Modric. Benzema. Thủ môn đã bắt được bóng. Trọng tài quyết định cho Real Madrid được hưởng quả phạt góc. Đã có một tình huống rất nguy hiểm nhưng hậu vệ đã cứu bóng rất tốt. Cavani. Đó là pha cắt bóng của Cavani. Một pha chạy trốn rất tốt. Hai đội đều đang cố gắng lấy bóng khi nó văng ra sau cuộc tranh chấp. Để hút một đường chuyền bóng như vậy vào thời điểm này cá nhân tôi nghĩ thật đáng tiếc. Một sự thay đổi mà chúng ta đang mong đợi. Thêm một tiền đạo nữa sắp sửa vào sân. Chính xác, tôi đã nghĩ họ sẽ thực hiện thay đổi này sớm hơn cơ. Dù gì thì anh ta cũng đã được đưa vào sân. Benzema. Tôi không biết anh ta đang gặp áp lực hay không, nhưng dường như là như vậy. Pha sút bóng quá tệ. Sergio Ramos. Nếu bóng vượt qua được hàng hậu vệ thì đã có bàn thắng.